Rồi quý vị coi kỹ nha quý vị. Đó, ok chưa? Đó. Bát mới 100%, thơm mùi tem mùa mới luôn đó. Đó. Quay cho quý vị coi nữa nè không? Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp kênh chưa? Đó. Màn bóng nha, màn bóng nha quý vị. Đó. 190 con 75 ha. Rồi, là kẹp Sài Gòn Duy Khương Audio gửi lời chào đến tất cả quý vị nha. Bây giờ là mấy giờ rồi ta? Bây giờ là gần 4 giờ nè. Đó, quý vị thấy không? Gần 4 giờ. Em chuẩn bị hàng hóa xong. Rồi em sẽ đi về Hậu Giang. Hậu Giang, em sẽ bàn giao sản phẩm loa karaoke cho khách ha. Thì hôm nay là khách này yêu cầu order là mình ráp tại nhà ha. Mình ráp tại nhà nha. Đó, bây giờ chuẩn bị đồ đạc xong rồi. Hôm nay thì mình không có dám nói lớn. Tại vì ở trong đây mình nói lớn nó vọng á. Bên nhà bên kia bên nghe cho nó nhỏ nhỏ thôi ha. Ok, bây giờ mình sẽ xong xuôi. Mình sẽ đóng cửa lại. Rồi mình sẽ đi về Hậu Giang nha, tranh thủ về Hậu Giang để bàn giao loa và ráp tại nhà khách nha. Xin mời tất cả quý vị cùng đồng hành với Trung tâm Loa Kéo Sài Gòn đến nhà khách tỉnh Hậu Giang để bàn giao nha. Ok. Còn một cây nữa đến quý vị ơi. À, đẹp mát quá ha. Trời ơi, đúng mát luôn á. Lâu lâu về miền Tây, không khí trong lành, mát mẻ. Sẽ phải vô đại học 26. Bảo tôi nhờ hoa sữa nhà nàng. Quẹo phải anh. Hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tím tím thơ than. Nhà nàng với nhà tôi. Đi tiếp đại học 26 thêm 1 km dưới nữa. Vé vô được không? Ok, rồi. Chúng mình có mặt tới nhà khách rồi quý vị ơi. Ây da. Rồi, ok, vé luôn anh. Rồi, ok, vé vô luôn. Rồi, chào anh nha. Ok, ok. Rồi, ok. Rồi về luôn. Về đây. Ôi, ôi. Chắc vô trong luôn ha. Vô trong luôn đi. Ok. Rồi, đi hồi lâu thì bây giờ em đã có mặt tại nhà khách rồi quý vị ơi. Hôm nay thì sản phẩm của chúng ta bao gồm là men, vang, mít và năng tiếng ha. À, trép bà 750 và bát 190 con 75 đó. Bây giờ thì mấy anh em sẽ bắt đầu sẽ xuống hàng, xuống loa và sẽ ráp tặng nhà ha. Đó, ráp tặng nhà rồi mấy anh em đi xem qua nó ráp nha. Ok, rồi mình sẽ ráp tặng nhà khách hàng mới khui tem đường hoàng tại nhà khách luôn nha. Đó. À, bên trong thì bát trép có bên trong hết. Mình chỉ cần đem từng món vào. Đó. Đó, mình sẽ đem từng món vào, bắt đầu mình sẽ ráp ha. Trước khi ráp thì mình sẽ quay cho tất cả quý vị xem ha, để chúng ta tham khảo là trung tâm của Loa Kéo Sài Gòn ráp hàng tại nhà khách như thế nào nha. Ok. Đó, ok chưa? Còn đẩy là chưa có gì hết nha. Chưa có đụng đẩy gì đâu nha, còn trong hộp trong thùng hết á.
Không ăn kéo theo hả? Có trong phòng có. Đó. Giờ thì mình sẽ rap. Ok, chào. Chào. Rồi. Bây giờ là từng thiết bị mà mình sẽ giới thiệu cho quý vị chúng ta xem luôn nha. Micro nha. Đó. Đây. Đó, quý vị thấy không? Mang tiếng. Đó, được chưa? TD Aquatic nha. Đó, hàng đây thì. Đó, quý vị coi luôn, hàng mới luôn nha. Mới bốc tem luôn này quý vị ơi. Đó. Đó, được chưa? Đó. Hàng mới luôn nha. Đó. Hàng còn tem của hãng nè. Đó. Quý vị nha. Bát thùng là chưa khui. Men là chưa. Dạ, chào chú ha. Ok, men là chưa khui luôn nha. Tất cả mọi thứ là mới 100%. Mời cả nhà mình cùng xem hết nha. Tất cả hàng mới ha. Cùng xem hết tất cả hàng mới. Đó, từ Sài Gòn. Từ Sài Gòn xuống đây ha. Ok. Có miếng gì trải không? Hay là cắt không nữa? Cho nằm đấy đi. Có cái miếng, không có miếng gì trải hả? Không có miếng trải rồi. Có cái miếng trải để cho nó đừng bị lỡ bị trầy á. Cắt cái thùng ra là họ có cài cái cần sử dụng sau gì không? Không, làm gì đâu. Ờ vậy hả? Ok, vậy cắt ra luôn. Ừ, rồi, cắt ra, tải xuống cũng được. Ok, mình sẽ ráp tại nhà khách ha. Rồi ok. Đó. Mình đâu, miền Tây nhà thoáng mát rộng rãi quá ha. Rồi. Rồi gỗ này là gỗ ván ép nhập khẩu của Malaysia nha. Em chơi hàng ván ép không chứ chơi không phải chơi MDF đâu. Đó. Rồi cho nó nằm ra. Ok. Rồi bắt đầu là mình sẽ tháo thùng ra ha, cho khách coi. Thông thường mình sẽ ráp thiết bị vào ha. Okay. Rồi mình bắt chép vào rồi ha. Đó. Mình sẽ bắt đầu sẽ bắn phân tầng ha. Rồi cái phân tầng này nó làm nhiệm vụ á. Nếu mà đây là mình chia sẻ cho tất cả quý vị cũng như là tại nhà khách luôn ha, để khách hiểu cái phân tầng. Nếu mà quý vị nào mà đã biết rồi á thì chúng ta cùng tham khảo cho chung mà bỏ qua clip này nha. Bỏ qua cái video này mà chúng ta chưa biết á thì chúng ta nên tham khảo thêm. Với lại mình cũng sẽ bán hàng thì mình sẽ tư vấn cho khách hiểu rõ. Cái bộ phân tầng này á nó gọi là bộ phân tầng chuyên dụng chống cháy. Có nghĩa là khi mà cái âm thanh ngưỡng mà khi mà mình đánh càng lớn đi á nó sẽ qua can thiệp vào cái bộ phân tầng này. Ha, nó sẽ thứ nhất á nó sẽ làm hãm đi cái những cái độ mà gọi là bass hay trap nó bị cái gì đó thì phân tầng này xử lý được. Cộng thêm cái ưu điểm á, nó sẽ cho một cái chất âm ra đẹp và nó sạch sẽ ha. Đó. Mình phải hiểu được cái phân tầng của nó làm nhiệm vụ như thế nào ha. Phân chia bass trap ra. Và thứ hai nữa nó sẽ giữ cái ngưỡng cường độ khi mà quánh cái âm thanh nó càng lớn á thì nó thứ nhất nó sẽ hãm lại và nó không thể nào nó bị lỗi được cái bass cái trap của mình ha. Nó giữ được cái cường độ ở vị trí vừa phải thôi. Không thể nào bị, nói chung là nó sẽ hạn chế khi đứt bass và trap. Và cộng thêm nó sẽ ưu điểm nó làm cho cái trap với cái bass mình, tiếng của mình ra nó sẽ sạch, nó hay ha. Quý vị nha. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt vào ha. Đó, ở bên trong nè. Cho quý vị coi này nha. Đó. Chú uống nước, chú. Anh uống nước nè. Cái này mà những dòng trong điện máy xanh rồi nó bán. Trời ơi. Anh mua giá không cao đâu, không được giống như cấu hình giống vậy đâu. Trời ơi. Lúc đầu nghe cũng hay. Ở trong đó thì nghe nó anh có kính mà. Không gian kính mà khi mà anh trở về nhà mình á, nó là câu chuyện khác. Còn không gian đó, không gian máy lạnh ở xung quanh là nó bính hết, nó kính hết trơn rồi. Thì nghe nó hay lắm. Nhưng mà khi mà ra ngoài về nhà anh nè, là mới có kết quả được. Đó. Mà trong đó côn từ đó chút xíu à. Cái sườn mà bát này nó dễ cho nó gắn sườn nhôm cho anh sườn sắt không à. Mày cái côn có từ của nó chút xíu hay chưa. Cái côn này nó từ cũng vậy. Nhìn nó mỏng manh lắm. Còn trép nó gắn đâu có dùm được 2-30 đó, rồi 3-50 vòng vòng đó thôi. Không ngày nào nó chơi mình tới 7-50 đâu, không có đâu. Mà sườn nó sườn đít nhựa nó với đít nhôm còn đỡ. Nói chung nhìn nó kỳ lắm. Mà nó hầu như trong đó nó quấn toàn là MDF thôi.
nó không có được mà dán là em dán ép giống như mình đâu. Cho nên nó là mình anh chọn lựa anh mua ngoài là hợp lý, chính xác luôn. Chứ anh mua trong đó là anh không phải em nói mà. Nhiều khách lắm, nhiều khách và em mua hàng em xuống lại nữa mà. Họ già sử dụng còn 3 tháng à. Hát được không? Nó cứ nhạt mũi đó. Rồi cái hồn cũng hồn họ đổi, em thu lại. Em thu về về cũng thanh lý thôi, chứ có làm gì đâu. Giờ cũng đóng hàng thanh lý ở nhà cũng chưa thanh lý được. Rồi, mình sẽ tiếp tục mình khui mít nha. Mít cũng là mới. Chú ơi, kiểm tra giúp con nha. Nè. Mít cũng là những dòng mít mới, tất cả mọi thứ đều 100% nha. Mít nè. Đó, mình sẽ khui cái bảo hành ra, cái giấy hướng dẫn sử dụng ra. Đó. Đó, rồi nha. Tất cả đều nằm trong trong thùng hết ha. Đó. Ok, sẽ để mít này ra. Đó. Đây là nguồn ha. Đây là mít. Đó. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ khui men ra ha. Đó. Mình sẽ khui men ra và để mình giới thiệu cho khách hàng ha. Ok chưa? Rồi, ok chưa? Hàng mới luôn nha, mới tanh crunch luôn nha quý vị. Đó. Khui tem, khui tem. Khui tem ra, khui tem ra. Đó. Mới luôn, mới trong hộp, mở ra nha quý vị. Ok chưa, ok chưa. Rồi. Đó, quý vị coi này nha. Thấy chưa, thấy chưa. Đó, mới tròn luôn ha. Đó. Ok, mình sẽ ráp vào. Rồi, ráp từ sớm giờ thì mình cũng đã hoàn thiện được 90% rồi quý vị nha. Mình sẽ gắn men van mít năng tiếng, trép bát, rồi tất cả mọi thứ mình sẽ gắn xong rồi. Bây giờ mình chỉ cần bắt ốc vào để cho nó cố định, rồi xong mình sẽ dựng lên và sẽ cùng test chất âm nha. Rồi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nghe chất âm bên trung tâm loa kéo Sài Gòn nhé. Cho tim
còn xa là còn sống nha, đi từ ngoài đầu đường luôn đó. Đó rồi, còn xa là còn sống nha. Đó, mít rô đi rất là xa nha quý vị. Đó rồi, bây giờ mình sẽ hát nha, mẹ hát bài cho quý vị nghe nha. Ok.
Dạ thưa quý vị, Duy Khương chào đón tất cả quý vị. Vừa rồi chắc chúng ta cùng coi xem là Khương đã đến nhà khách để giao sản phẩm và lắp ráp tại nhà. Và hôm nay thì Duy Khương ở một đơn vị đó là tỉnh miền Tây Hậu Giang. Duy Khương bàn giao loa và ráp tại nhà. Thì bây giờ thì Duy Khương sẽ mời bên tất cả quý vị chúng ta vào bên trong để chúng ta cùng với Khương là nói nhanh gọn lẹ các sản phẩm mà thì sớm giờ quý vị coi đấy ha. Ok, Duy Khương mời quý vị nha. Hôm nay là thời tiết nắng nha quý vị, nắng rất là đẹp. Đó. Khương chú trang phục luôn nha. Rồi, ok. Khương đang có mặt tại nhà khách để Khương ráp một sản phẩm. Đây, một cái loa như thế này. Ok, thì bây giờ thì Khương sẽ nói cho khách hiểu và tất cả quý vị đang xem sản phẩm của Trung tâm Loa Kéo Sài Gòn hiểu là sản phẩm như thế nào. Cái nhu cầu đầu tiên mà Khương muốn nói với tất cả quý vị, đây là hàng mới 100% quý vị lưu ý nha. Không có hàng cũ nha. Ok, chúng ta sẽ bước vào là đầu tiên chúng ta có vỏ là ván ép nhập khẩu của Malaysia nha. Và trép chúng ta là trép 750, bát chúng ta là 190 con 75. Và men chúng ta là men 32 sò, tổng phôi 9 đồng. Một kênh là chúng ta có 800W nha. Chúng ta có bộ năng tiếng TD và chúng ta có một bộ vang để chúng ta xử lý EQ, Eco Reverb ha. Tất cả mọi thứ chúng ta sẽ xử lý qua cái vang này. Cái vang này em bán rất là nhiều rồi ha. Và một bộ micro Trung tâm Loa Kéo Sài Gòn để DC 4 sóng nha quý vị. Mic này đi, Khương cam kết quý vị, mic này đi rất là xa nha. Ok, thì chúng ta sẽ được là bát tất cả mọi thứ thì chúng ta đã gắn tại nhà khách rồi. Và sớm giờ thì khách cũng đã cảm nhận rồi. Thì bây giờ bà Dì hồi nãy đâu ra? Dì ơi, Dì rồi, đã chị hát con tim rồi. Con hỏi chút xíu thôi. Đúng rồi. Đó là gì hát gì cảm nhận thôi, chia sẻ cho con ơi. Nhanh mất trời ơi. Chị cảm nhận chứ nào. Không sao đâu. Gì chị cảm nhận cho chia sẻ cho con ơi. Gì chia sẻ cho con, để từ khán giả học con cảm nhận. Mình hát được rồi. Có gì đó mình hát con được không? Rồi. Rồi bây giờ mình chỉ nè. Hồi nãy hát qua thấy anh thấy sao, thấy nhẹ không? Thấy nhẹ. Nhẹ. Thấy hay không? Hay. Rồi hả? Thấy là vậy đó. Cho nên lên TV là lên uy tín mà mất cỡ ngại. Nhưng mà hỏi hát hay không hay. Đó. Không hay rồi. Okay không? Cái kia con cảm ơn gì? Trước mắt là cảm ơn gia đình mình đã tin tưởng vào Sài Gòn nè. Và cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng. Cảm ơn những lời chia sẻ của dì đến tất cả mọi người đang xem ha. Người miền Tây là vậy đó. Chúc hát đó. Cho nên nó hay thì nó hay. Đúng không? Nói thẳng thẳng chứ không có nói gì thì nó hay rồi. Còn nói giả thì mình nói giả. Cảm ơn dì. Chúc dì sức khỏe, cuộc sống giúp nhiều may mắn nha. Rồi cảm ơn. Rồi quý vị thấy không? Cảm ơn gia đình mình nha. Quý vị thấy không? Người miền Tây là vậy đó. Hay là hay, dở là dở. Rồi. Là lo chứ gì, miền Tây nó vui quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu mà quý vị quan tâm những dòng sản phẩm của Khương thì quý vị cứ order cho Khương nha. Số điện thoại đó là 0917929839. Có những người sẽ hỗ trợ và tư vấn cho tất cả quý vị nha. Và nếu quý vị lân cận trung tâm của Loa Kéo Sài Gòn trên thành phố Hồ Chí Minh, hãy đến địa chỉ 66 Sạch Chính, xuống đường Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha. Quý vị đến cơ sở của trung tâm Loa Kéo Sài Gòn, quý vị sẽ trải nghiệm tất cả những dòng sản phẩm. Hay là quý vị muốn ráp tận nhà thì trung tâm Loa Kéo Sài Gòn vẫn mang hàng đến để ráp cho tất cả quý vị. Và đặc biệt nữa là sản phẩm của trung tâm Loa Kéo Sài Gòn cam kết tất cả quý vị là nối như thế nào và bán như thế nó đó nha. Và hàng mới 100%, không có hàng trưng bày, không có hàng cũ nha. Nên quý vị cứ an tâm, hãy trải nghiệm với trung tâm Loa Kéo Sài Gòn một lần để quý vị cảm nhận nha. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Duy Khương chúc tất cả quý vị chúng ta có một ngày mới tốt đẹp và an lành và gặp nhiều may mắn. Và Duy Khương hẹn tất cả quý vị tại tư gia của nhà mình nha. Xin phép nói lời tạm biệt quý vị. Chúc quý vị chúng ta một ngày an lành. Xin phép nói lời tạm biệt quý vị. Cảm ơn rất nhiều.